Những ngày tháng 7 ở phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Hôm nay, đoàn của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, các đoàn thể phường Bảo Vinh đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thuấn. Nước quan tâm đến tôi là quà tết rồi kia cũng có đầy đủ. Động viên tôi sống sau sức khỏe. Mẹ Thuấn năm nay đã 93 tuổi, sức khỏe đã có phần yếu đi, nhưng mẹ còn minh mẫn. Mẹ luôn xúc động khi nhắc nhớ lại những người thân yêu nhất của mẹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ. Ông Hoàng Xuân Việt là thương binh 4/4. Ngày 27 tháng 7 hàng năm, với ông luôn là dịp đặc biệt để ôn lại những ngày tháng hào hùng, những ngày tháng ông cùng đồng đội dành cả tuổi trẻ, sức khỏe cho sự nghiệp cách mạng. Cái việc chăm lo đối với cái đối tượng có công với cách mạng và gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ thì cũng mong rằng những năm tới đây các cấp các ngành của thành phố cũng như của phường cần quan tâm nhiều hơn nữa để làm sao để các cái đối tượng này cuộc sống được ngày càng nâng lên và tinh thần được ngày càng tốt hơn. Bảo Vinh là mảnh đất giàu truyền thống với hàng ngàn người tham gia cách mạng. Phường đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chiến tranh kết thúc, Bảo Vinh có 134 liệt sĩ, 21 mẹ Việt Nam anh hùng, 54 thương bệnh binh và hàng trăm gia đình có công. Những năm qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân phường Bảo Vinh luôn quan tâm và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Các cái hoạt động chăm lo cho các cái gia đình chính sách, người có công thì luôn luôn được đảng bộ và chính quyền địa phương của phường Bảo Vinh rất là quan tâm, đặc biệt là các cái hộ gia đình hiện nay còn khó khăn về nhà ở thì chúng tôi sẽ vận động rồi trên cơ sở các cái nguồn quỹ để chúng tôi hỗ trợ để sửa chữa, xây mới các cái nhà tình nghĩa để đảm bảo là các cái hộ mà gia đình chính sách là có cái cuộc sống sung túc. Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách là các hoạt động thường xuyên để chăm lo cho người có công ở Bảo Vinh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương mất mát của những người mẹ Việt Nam anh hùng, những thân nhân liệt sĩ, những thương binh vẫn còn đó. Công tác đền ơn đáp nghĩa vẫn cần được làm tốt để góp phần xoa dịu những nỗi đau.